cả nhà đi chùa 6/1 Tết nè, đi chùa ở Bà Rịa nè, chùa Phật Quang ở Bà Rịa nè, cho Tâm An đi luôn. Tâm An ơi. Tâm An vui không? Tâm An vui quá hả? Để cái vòng em Tâm An xuống nha. Trời ơi. Đây à, xuống đây. Chào các thầy năm mới ạ.